Chiều 1 tháng 12, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện khám xét nơi ở, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Minh Lợi, 55 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk, người mới ra tù gần đây. Theo nguồn tin, ông Lợi bị khởi tố, bắt giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Trước đó, ông Lợi từng bị án tù giam về tội đưa hối lộ. Theo hồ sơ, ông Trần Minh Lợi có Facebook diệt giặc nội xâm đưa các thông tin về hành vi sai phạm của công chức, cán bộ. Ngày 15 tháng 1 năm 2016, Công an huyện Đắk Mi, tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam 6 người đang đánh bài ăn tiền. Ông Lợi xúi người nhà một bị can đưa 60 triệu đồng cho một cán bộ công an để được tại ngoại. Việc đưa tiền này đã bị quay phim, ghi âm lại. Sau đó, cán bộ này bị khởi tố tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, còn ông Lợi bị khởi tố tội đưa hối lộ. Mở rộng điều tra, công an xác định tháng 4 năm 2014, do muốn vay 1,8 tỷ đồng, ông Lợi đã thỏa thuận đưa 150 triệu đồng cho lãnh đạo một ngân hàng. Vị cán bộ ngân hàng sau đó bị khởi tố tội nhận hối lộ, còn ông Lợi bị khởi tố tội đưa hối lộ thêm lần nữa. Tháng 7 năm 2018, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lợi 4 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ. Sau khi mãn hạn tù, ông Lợi tiếp tục sử dụng Facebook Trần Minh Lợi. Ngoài ra, ông cũng lập công ty tư vấn nhận hỗ trợ pháp lý cho nhiều người dân.